Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể quý vị bác sĩ tham gia hội nghị khoa học thường niên Hội hô hấp Việt Nam 2021. Hôm nay tôi xin trình bày về cập nhật các hướng dẫn xử trí hen của năm 2021. Thì hiện bây giờ cái hướng dẫn lớn nhất, quan trọng nhất ở trên thế giới thì vẫn là GINA, viết tắt của Global Initiative for Asthma của giáo sư Claude Lanfranc. Ngài là viện trưởng của Viện Tim Phổi Huyết học Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều quan trọng là đã có sự kết hợp giữa Viện Tim Phổi Huyết học Hoa Kỳ với Tổ chức Y tế Thế giới. Vì như thế, GINA không những là có tính khoa học cao mà lại còn có cái tính khả thi cho tất cả các nước toàn cầu. Vì như vậy, kể từ khi GINA ra đời 1995 thì gần như là đã thay thế toàn bộ các cái hướng dẫn khác. Trong các cái hội nghị quốc tế bây giờ nói tới hen thì người ta nói tới GINA. Và như vậy thì GINA 2021 thì chỉ là một cái phiên bản cập nhật của GINA 2019. Và đương nhiên là trong cái thời buổi COVID thì sẽ có một cái bản hướng dẫn tạm thời về hen và COVID-19. Thì GINA nói rõ là đây là những cái hướng dẫn tạm thời và các bạn sẽ theo dõi với GINA khi mà có những thông tin mới về COVID-19. Có vài thay đổi nhỏ trong phân bậc điều trị. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là họ đã nhấn mạnh ưu tiên cho kiểu dùng formoterol ICS như là thuốc cắt cơn. Những cái điểm mới của GINA 2021 là về hen nhẹ. Thì GINA không phân biệt hen ngắt quãng và hen nhẹ dai dẳng như National Asthma Education and Prevention Program nữa. Bởi vì họ cho rằng cái sự phân biệt này là mơ hồ. Và dựa trên giả định rằng những bệnh nhân hen có triệu chứng dưới 2 lần một tuần thì không cần duy trì ICS. Nhưng mà bệnh nhân này vẫn có nguy cơ bị kịch phát nặng. Mà những cái đợt kịch phát này thì đương nhiên là sẽ giảm được bằng ICS. Và đây là cái phân bậc điều trị ban đầu theo GINA. Thì thật sự ra thì cái bản gốc của GINA thì họ viết bằng lời. Nhưng mà tôi xếp lại theo bản như thế này để cho mọi người có thể nhìn rõ theo bậc điều trị, theo triệu chứng ban ngày, triệu chứng ban đêm, chức năng hô hấp và yếu tố nguy cơ. Thì tôi cũng đã xin phép GINA rồi, họ cũng cho phép tôi phổ biến, nhưng mà phải nói rõ là cái này tôi viết trên dựa theo GINA chứ không phải là cái bản mà do GINA đưa ra. Thì cái phân bậc điều trị ban đầu là lúc nào cũng rất là quan trọng, cho nên các bác sĩ gặp một bệnh nhân đầu tiên thì chúng ta phải coi triệu chứng ban ngày. Nếu mà dưới 2 lần một tháng và tất cả những cái triệu chứng ban đêm, chức năng hô hấp, yếu tố nguy cơ đều không hết thì như vậy bệnh nhân của mình ở bậc 1. Bậc 2 nếu có triệu chứng ban ngày. Bậc 3 là ngày nào cũng có và kèm theo cái thức giấc ban đêm và có yếu tố nguy cơ. Bậc 4 thì là triệu chứng ở mỗi ngày và thức giấc cho hen hơn 2 lần trong một tuần, chức năng hô hấp thêm một cái chức năng hô hấp thấp ở bậc 4 và có yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ thì GINA kê ra rất là dài, cho nên tôi nghĩ là các bạn phải có một cái bảng này để bên cạnh, chứ mình ít khi mà mình nhớ nổi tất cả những yếu tố này. Yếu tố nguy cơ là yếu tố quan trọng để xếp cho bệnh nhân từ bậc 3 trở lên. Và cái cách điều trị thì họ sẽ phân theo nhóm tuổi, thì ở đây là người lớn và thiếu niên với chẩn đoán hen. Thì các bạn sẽ thấy là đây là lần đầu tiên ở GINA chia làm 3 kiểu điều trị. Và dựa trên cơ sở là mình dùng thuốc cắt cơn là loại nào. Cái kiểu mà ưu tiên nhất mà GINA ưa thích nhất là chúng ta sử dụng ICS formoterol liều thấp khi cần để dùng thuốc cắt cơn. Và các bạn cũng lưu ý là GINA trong cái nhóm này thì GINA để bậc 1 và bậc 2 chung với nhau. Và cho sử dụng ICS formoterol liều thấp khi cần. Chỉ có bậc 3 thì lúc đó là mới duy trì thôi. Bậc 4 thì lên liều trung bình. Và bậc 5 thì liều cao cộng với thêm LAMA và các cái tuyến khác. Và cái kiểu thứ hai thì không được ưu tiên bằng là cái kiểu cắt
cơn dùng SABA hoặc actin beta 2 agonist. Thì ở đây thì chúng ta cũng có cái dùng ICS mỗi khi dùng SABA, tức là cũng khi cần. Nhưng mà bậc 2 ở đây thì duy trì với liều thấp. ICS là 3 liều thấp, ICS 3 liều trung bình, ICS 3 liều cao. Và cái kiểu cuối cùng là ít ưu tiên nhất là dùng anti-leukotriene. Nhưng mà Gina nói rằng là hai cái kiểu mà dùng ICS hoặc Moteron để cắt cơn và SABA cắt cơn này thì là có thể thay đổi được với nhau. Cho nên là phải luôn luôn trình bày hai kiểu này. Và trong quá trình điều trị thì các bác sĩ có thể chuyển qua chuyển lại giữa kiểu này với kiểu kia. Nhưng mà nhắc lại là vẫn ưu tiên dùng ICS hoặc Moteron để mà cắt cơn, là bởi vì như thế thì lúc nào bệnh nhân cũng có ICS với người. Chúng tôi vẫn còn tranh cãi về cái việc khi cần. Tại vì từ trước tới giờ thì Gina vẫn chủ trương là mình sẽ duy trì cái thuốc ngừa cơn, tức là ICS. Cho nên dùng cái ICS hoặc Moteron khi cần này thì cũng là một cái điều mà cũng chưa hẳn là được sự đồng thuận. Ba. Thì kiểu 1 thì ICS hoặc Moteron liều thấp làm thuốc cắt cơn, kiểm soát triệu chứng và chức năng phổi là tương đương ở hai cách. Và Gina nhấn mạnh cái kiểu mà dùng ICS hoặc Moteron vừa ngừa cơn vừa cắt cơn là ưu tiên nếu mà bệnh nhân có thể tuân thủ kém với cái thuốc kiểm soát chứa ICS hàng ngày. Tức là nếu mà bệnh nhân tuân thủ kém thì tốt nhất là cho bệnh nhân dùng ICS hoặc Moteron khi cần để tránh cái việc sử dụng SABA. Còn cái kiểu 2 là cái kiểu mà dùng SABA để cắt cơn. Đó là cách thay thế nếu không thể dùng kiểu 1, hoặc là do bệnh nhân không thích kiểu 1. Nhưng mà với điều kiện là bệnh nhân không có kịch phát với cái cách dùng hiện tại, tức là cách dùng SABA. Và nếu mà mình dùng SABA để cắt cơn thì phải xem xét liệu là bệnh nhân có tuân thủ cái việc ngừa cơn hay không. Nếu bệnh nhân không tuân thủ thì sẽ có nguy cơ bệnh nhân sẽ dùng SABA đơn thuần. Do đó các bác sĩ phải hết sức là cân nhắc trong cái việc quyết định chọn ICS hoặc Moteron hay là chọn SABA để cắt cơn. Thì mỗi cái đều có ưu điểm của nó. ICS hoặc Moteron thì yên tâm lúc nào bệnh nhân cũng có ICS. SABA để cắt cơn thì và ICS thì lại rẻ tiền hơn. Và trong quá trình điều trị thì có thể lên hoặc xuống bậc trong cùng một kiểu, hoặc là có thể hoán đổi giữa hai kiểu tùy theo nhu cầu của bệnh nhân. Vì vậy lúc nào hai kiểu điều trị này cũng phải được trình bày chung với nhau. Và tại sao Gina mở rộng ICS hoặc Moteron khi cần xuống bậc 1? Bởi vì không có chứng cứ nào cho sự an toàn hay hiệu quả của việc dùng SABA đơn thuần hết. Bệnh nhân hen dù không có triệu chứng, không thường xuyên vẫn có thể bị đợt cấp nặng hoặc tử vong. Thì điều này tôi nghĩ là tất cả các bác sĩ chúng ta là đều có kinh nghiệm rồi. Các đợt cấp này thì thường không biết trước, do nhiễm siêu vi, do phơi nhiễm, do ô nhiễm, do stress. Và những cái đợt corticosteroid uống dài thi thoảng thì cũng gây ra những hậu quả xấu. Và sự phân biệt giữa việc có triệu chứng ít hơn trên 2 lần một tháng hay trên lần 2 lần một tuần theo nét là không có chứng cứ và không có sự khác biệt về cơ chế đáng tin cậy. Cũng không có sự khác biệt về việc giảm nguy cơ giữa ICS và ICS hoặc Moteron tính theo tần số triệu chứng. Và chỉ cần một ngày dùng ICS hoặc Moteron cao hơn thì cũng giảm nguy cơ dẫn đến việc dùng oral corticosteroid, corticoid dạng. Và bắt đầu dùng SABA đơn thuần khi mà bệnh nhân hen nhẹ thì sẽ làm cho bệnh nhân nghĩ đây là cách điều trị hàng đầu, trong khi mục đích điều trị của hen là kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ ở tất cả các bệnh nặng của hen, có nghĩa là luôn luôn cần ICS. Về việc duy trì và cắt cơn thì quý vị thấy là ở bậc 3 hay bậc 5 thì Gina đã hướng dẫn cái kiểu sử dụng MAP, Maintenance and Reliever Therapy. Có nghĩa là vừa ngừa cơn vừa cắt cơn thì MAP cho với ICS và Moteron làm giảm nguy cơ bị đợt kịch phát so với cách lấy SABA làm thuốc cắt cơn. Thì cái điều này là đã được khẳng định từ lâu rồi.
và nghiên cứu so sánh với cùng liều hay liều cao hơn của Icesla-3 ở bệnh nhân có bệnh sử đợt kịch phát nặng, tức là từ năm 2018, và đã so sánh nhiều quần thể với cách thực hành tốt nhất theo quy ước từ năm 2009-2013. Về mạc ở bậc 4 thì sự đáp ứng với ICS rất thay đổi tùy theo bệnh nhân. Thì có một số bệnh nhân không kiểm soát được hen với mạc ở liều ICS formoterol thấp, thì như vậy mình sẽ tăng lên cái liều trung bình cho ICS formoterol. Đối với mạc ở bậc 5 thì hiện nay chưa có chứng cứ về việc khởi dùng mạc ở bệnh nhân đang dùng thuốc bổ sung như Lama hoặc thuốc sinh học. Nhưng mà người ta để ý là nếu bệnh nhân đang sử dụng phương pháp mạc ở bậc 4 mà chuyển sang ICS, Lama và Saba cắt cơn thì có thể nguy cơ bị đợt kịch phát. Ý là nếu mà bệnh nhân đang xài mạc ở bậc 4 mà cần lên bậc 5 thì chúng ta vẫn phải sử dụng mạc, tức là formoterol cộng ICS vừa ngừa cơn vừa cắt cơn. Như vậy đây là cái bảng bắt đầu điều trị đối với người lớn và thiếu niên mà chúng ta đã trình bày. Đối với trẻ 6 cho tới 11 tuổi thì các bạn thấy là bậc 1 dùng ICS mỗi khi dùng Saba, tức là cũng dùng khi cần. Và bậc 2 thì dùng ICS liều thấp mỗi ngày. Bậc 3 thì lúc đó mới cần ICS là 3. Bậc 4 thì liều trung bình. Bậc 5 thì người ta không nghĩ rằng là trẻ con là có thể có nhiều bậc 5, cho nên là đề nghị là chúng ta sẽ chuyển tuyến trên. Nếu mà chúng ta đánh giá một đứa bé từ 6 cho tới 11 tuổi là bậc 5 thì cũng vẫn là cái kiểu thứ hai là chúng ta sẽ dùng Saba hoặc là dùng ICS hoặc Moterol kiểu mạc hoặc là dùng anti-leukotriene. Nhưng mà cái ưu tiên thì các bạn thấy là đã có thể dùng ICS hoặc Moterol khi cần và để cắt cơn luôn rồi. Thì trong cách điều trị bậc 1 đã được cập nhật để phù hợp với khuyến cáo ở trong trang 66. Trong bản điều trị này thì có thêm cách điều trị vừa duy trì vừa cắt cơn mạc với liều thấp Videzonide và Moterol ở ngay những đứa nhỏ từ 6 cho tới 11 tuổi. Thì cách này đã được Gynea khuyến cáo từ năm 2007 cho nhóm tuổi này, dựa trên một nghiên cứu cho thấy có giảm nhiều đợt cấp với phương pháp mạc so với cùng liều ICS là 3 hoặc là ICS liều cao hơn. Nhưng mà tuy nhiên là mình thấy rằng là đối với đứa nhỏ mà 6 tới 11 tuổi mà mình dùng khi cần thì cái điều đó là cũng phải cân nhắc, đặc biệt là đối với Việt Nam. Đối với trẻ 5 tuổi thì các bạn thấy là ICS liều thấp, ICS mà ngang tới bậc 4 thôi là đã đề nghị chúng ta là chuyển lên chuyên gia rồi. Hoặc có thể dùng anti-leukotriene hoặc là dùng ICS cộng với anti-leukotriene. Thuốc cắt cơn ở dưới 5 tuổi thì là chỉ có Saba mà thôi. Những điểm mới khác của Gina 2021 là về cái định nghĩa hen nặng thì nay là đã được làm rõ rồi và không dựa vào các bậc điều trị của Gina nữa. Bởi vì các cách điều trị này thì nó thay đổi theo thời gian. Cho nên cái định nghĩa hen nặng là hen vẫn không kiểm soát dù đã dùng ICS Laba liều cao hoặc là dùng ICS Laba liều cao để được kiểm soát. Tức là không kiểm soát được hoặc là phải dùng cái liều này thì mới kiểm soát. Về cái tỷ lệ người lớn bị hen nặng như thế nào thì người ta thấy là trong 24 có 24% bệnh nhân phải dùng cái liều rất là cao. Nhưng mà nếu mà xem xét lại thì là 17% bệnh nhân thì được xếp vào trong cái dạng là hen khó điều trị. Thì hen khó điều trị thì có thể là bởi vì người ta kiểm soát triệu chứng không tốt và dùng cái thuốc liều cao. Nhưng mà xem xét chặt chẽ, nếu mà bệnh nhân dùng thuốc tốt, bệnh nhân kiêng cữ tốt, bệnh nhân điều trị các bệnh lý đi kèm tốt, chẩn đoán đúng, thì thật sự ra là chỉ có 3,7% bệnh nhân là bị hen nặng mà thôi. Cho nên thật sự ra là hen nặng là không có nhiều. Những điểm mới khác ở trong GINA 2021 là giới thiệu kháng muscarinic tác dụng dài. Trước đây thì chỉ có chiêu thuộc dung thôi, thì nay đã mở rộng ra thêm bộ ba ICS, LABA và LAMA cho bệnh nhân ngang trên 18 tuổi ở bậc 5. Thì thuốc này có lẽ là chúng ta sẽ có
Thì đây là những cái bộ Lama mới thì chúng ta hy vọng là ở Việt Nam chúng ta sẽ có trong một thời gian gần thôi. Và các cái chứng cứ thì cho thấy là nếu chúng ta thêm Lama vào ICS Lama mức độ trung bình hoặc cao thì cải thiện nhẹ được chức năng hô hấp nhưng mà không cải thiện được triệu chứng. Và trong vài nghiên cứu thì bộ ba này làm giảm nhẹ được đó. Ở bậc 4 thì thêm Lama không phải là cách chọn lựa ưu tiên với những bệnh nhân được cấp. Điều quan trọng là bệnh nhân phải nhận đủ ICS. Ít nhất là bệnh nhân phải có ICS là 3 liều trung bình trước khi mà chúng ta đưa vào thêm cái Lama. Thì thường thường các bác sĩ của mình sẽ chọn ICS là 3 liều cao trước, rồi lúc đó mới đưa tới Lama. Sau đây là chúng tôi xin trình bày một cái phân tích gộp gồm có bốn cái nghiên cứu RCT Randomized Control Trial với một thời gian là 48 tuần trên một cái quần thể là 912 bệnh nhân hen từ 18 tới 75 tuổi có ít nhất là một đợt cấp. Các cái bệnh nhân này đang duy trì một cái liều cao là ICS cộng với Lama, tức là corticosteroid dạng hít cộng với đồng thuận beta 2 tác dụng dài. Nhưng mà nếu mà chúng ta phối hợp siêu thuộc chung vào ICS và LABA này thì sẽ giúp cải thiện kiểm soát hen bất kể cái đặc điểm dị ứng IgE hay là số lượng eosinophil ở trong máu. Thì quý vị thấy là ở đây là người ta chia ra làm cái tình trạng dị ứng của bệnh nhân có hoặc là không có, IgE của bệnh nhân dưới 430 microgram một lít hay là trên 430 microgram một lít, và cái lượng eosinophil ở trong máu thì 0,6 nhân với 10 triệu trên một lít hoặc là lớn hơn. Thì tất cả các cái nghiên cứu là đều cho thấy là đều ủng hộ cái hướng mà kết hợp với siêu thuộc chung hơn là cái việc mà chỉ sử dụng ICS và LABA đơn thuần. Một cái nghiên cứu khác về cái dữ liệu thực tế của David Price thì cho thấy là nếu chúng ta thu thập cái bệnh án của 2.042 bệnh nhân trên 18 tuổi trong 12 năm và nếu thêm cái siêu thuộc chung vào cái phác đồ điều trị hen thì sẽ làm giảm số đợt cấp hen và biến cố hô hấp cấp tính khác với một cái P rất là có giá trị là nhỏ hơn 0.001. Thì ở đây chúng ta sẽ xem xét hai cái biến số, một là cái đợt kích phát lớn hơn một lần trong một năm và một cái nữa là các cái biến cố hô hấp cấp tính khác. Thì giữa cái số chưa can thiệp và can thiệp thì khác nhau có ý nghĩa thống kê rất lớn, và cũng như vậy nếu mà chưa can thiệp thì tới 567 cái biến cố so với 452 khi mà chúng ta đã cho siêu thuộc chung vào cái phác đồ và cái P cũng lớn hơn 0,01. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ là cái tác dụng của cái Lama siêu thuộc chung khi mà chúng ta thêm vào cái phác đồ điều trị hen nặng thì sẽ rất là hiệu quả. Và một điểm mới nữa là thêm azithromycin 3 lần một tuần. Thì đây là được nghiên cứu là nó làm giảm đợt kích phát ngay cả những bệnh nhân đã dùng liều cao và không có eosinophil. Nhưng mà phải dùng liều cao bởi vì nếu mà đang dùng ICS là 3 liều trung bình thì không thấy hiệu quả. Về việc eosinophil thì cần phải đếm lại eosinophil trong máu nếu lần đầu tiên thấp, bởi vì có thấy 65% bệnh nhân đang dùng ICS là 3 liều trung bình và cao thì có sự thay đổi liều lượng eosinophil trong vòng 12 tháng. Và cần phải kiểm tra tiêu chuẩn eosinophil bởi vì cái này nó có liên quan tới những cái thuốc sinh học. Về phòng ngừa hen tiên phát ở trẻ con thì điều trị bằng thuốc vitamin D ở thai phụ hoặc chuẩn bị có thai. Mà thiếu vitamin D thì có thể làm giảm các đợt khò khè ở đầu đời của trẻ. Ở Việt Nam mình thì phơi nắng sáng 10 phút là đủ rồi. Về việc dừng thuốc giãn phế quản trước khi thăm dò chức năng hô hấp thì được cập nhật theo hướng dẫn mới từ hôn ký của Hội Lồng ngực Hoa Kỳ. Ngừng Saba trước 4 giờ, Lama dùng 2 lần một ngày thì 24 giờ, Lama dùng một lần một ngày thì phải ngừng
trước 36 giờ. Như vậy thì GINA 2021 thì chỉ là phiên bản cập nhật của GINA 2019 và có hướng dẫn tạm thời về hen và COVID-19. Có vài sự thay đổi nhỏ trong phân bậc điều trị và nhấn mạnh ưu tiên cho formoterol ICS. Và các bạn có thể đọc thêm chi tiết ở web ginasmart.org. Trong 2021 thì có một cái khuyến cáo rất là quan trọng của National Asthma Education and Prevention Program, là chương trình về phòng ngừa và giáo dục hen của Hoa Kỳ. Thì những bệnh nhân có cái cảm nhận dưới mức hoặc là quá mức về triệu chứng hen thì có thể không nên sử dụng ICS khi cần. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái lời cảnh báo rất là quan trọng mà Gina không có đề cập đến. ICS liều thấp mỗi ngày và SABA khi cần thì có thể thích hợp hơn cho cái nhóm bệnh nhân này. Thì chúng ta vẫn thấy là có những người lo lắng quá hoặc là những người họ không có nhạy, nhất là đàn ông, thì phải cẩn thận khi mà cho quyết định họ sử dụng ICS khi cần. Và NEP thì đề xuất là phải dùng, nên dùng ICS liều thấp mỗi ngày và SABA khi cần. Đối với cái nhóm bệnh nhân này thì tôi cho đây là một cái lời bổ sung rất là quan trọng đối với GINA 2021. Và một cái guideline mới nữa là của Hội Hô hấp châu Âu ERS năm 2021 về cái hướng dẫn thực hành về hen trẻ con. Thì nội dung thì được trình bày dưới dạng trả lời 9 câu hỏi dưới dạng PICO, Population Intervention Comparator và Outcome. Thì câu hỏi thứ nhất là ở trẻ 5 tới 16 tuổi các triệu chứng khè ho và khó thở thì có đủ để chẩn đoán hen hay không? Thì hội đồng là không đồng ý với cái việc chẩn đoán hen mà chỉ dựa đơn thuần trên triệu chứng là không đủ. Và ở trẻ 5-16 tuổi các triệu chứng khò khè ho và khó thở thì có đủ để chẩn đoán hay không? Thì nếu mà khò khè tái đi tái lại, ho, khó thở thì đó là những triệu chứng chính của hen rồi. Nhưng mà hoặc là tái đi tái lại hoặc là được bác sĩ nghe thấy, thì điều quan trọng là được bác sĩ nghe thấy, đó là triệu chứng quan trọng nhất của hen. Trẻ ho kéo dài hơn 4 tuần đơn thuần thì ít có thể là hen, cần phải chẩn đoán theo hướng dẫn ERS về ho kéo dài ở trẻ, nên chuyển tuyến thêm để xem xét thêm, tức là chỉ ho mà thôi. Câu hỏi thứ hai là ở trẻ 5-16 tuổi, nếu triệu chứng cải thiện sau một lần điều trị với thuốc ngừa cơn thì có được chẩn đoán là hen hay không? Thì hội đồng không đồng ý, cái việc này là đủ để chẩn đoán. Và nếu triệu chứng cải thiện sau một lần điều trị với thuốc ngừa cơn có chẩn đoán hen hay không thì hội đồng lưu ý là không có chứng cứ để ủng hộ hay chống lại việc điều trị thử để chẩn đoán hen. Nhưng mà vẫn có thể xem xét việc điều trị thử ở trẻ có triệu chứng với hô hấp ký bất thường, test giãn phế quản âm tính, hoặc là hô hấp ký và test giãn phế quản nếu có chỉ định thì cần phải lặp lại sau 4 hoặc là 8 tuần để mà mình chẩn đoán là hen. Câu hỏi thứ ba là trẻ 5-16 tuổi đang xem xét chẩn đoán hen thì hô hấp ký có dùng để chẩn đoán hen hay không? Thì hội đồng khuyến cáo việc sử dụng hô hấp ký là một thành phần trong việc chẩn đoán ở trẻ 5-16 tuổi nghi hen. Thì đây là cái khuyến cáo mạnh. Và về cái chỉ tiêu của nó thì FEV1 trên FVC dưới giới hạn dưới hoặc là 80% của chỉ số dự đoán, hoặc là FEV1 dưới giới hạn dưới hoặc là 80% chỉ số dự đoán là được ủng hộ cho chẩn đoán hen. Nhưng mà phải lưu ý là không phải là tất cả các trẻ em nó đều thổi ra mạnh trong lúc làm FVC, cho nên có thể dẫn đến một cái FEV1 trên FVC bình thường giả. Nhưng mà cũng nói lại là hô hấp ký mà bình thường thì cũng không loại trừ cái chẩn đoán hen. Và có nên dùng test giãn phế quản hay không thì hội đồng khuyến cáo làm test giãn phế quản cho tất cả các trẻ em có FEV1 dưới LLN hoặc 80% dự đoán và hoặc FEV1 trên FVC dưới LLN hoặc 80% trị số. Câu hỏi PICO 4 là ở trẻ 5 tới 16 tuổi đang xem xét chẩn đoán hen thì có nên dùng test giãn phế quản để chẩn đoán hen hay không? Thì hội đồng lưu ý rằng là FEV1 gia tăng 12% và hoặc 200ml sau khi hít 400mg của SABA thì được chẩn đoán hen. Nhưng mà nếu test giãn phế quản dưới 12% thì cũng không loại trừ hen. Và dù hô hấp ký bình thường cũng không nên, cũng nên làm test giãn phế quản nếu bệnh sử gợi ý mạnh mẽ về hen.
Và có nên dùng FENO để chẩn đoán hen hay không? Thì khuyến cáo nên dùng. Thì đây là một cái điểm mới so với Gina, tại vì Gina là cũng không có khuyến cáo mạnh mẽ về FENO. Nhưng mà đây cũng chỉ là một thành phần thôi. Và FENO ở 25 parts per trillion PPB ở trẻ có triệu chứng hen được xem là một chứng cứ ủng hộ chẩn đoán hen. Nhưng mà FENO dưới 25 PPB thì cũng không loại trừ hen. Về việc sử dụng dao động của lưu lượng đỉnh thì hội đồng phản đối việc sử dụng dao động của lưu lượng đỉnh như một test khách quan đầu tiên duy nhất, đó là duy nhất để chẩn đoán hen ở trẻ 5 đến 16 tuổi. Lưu ý là các test khách quan khác thì được ưu tiên hơn là lưu lượng đỉnh. Nhưng mà nếu mà không có cái test khác thì có thể xem xét đến cái lưu lượng đỉnh này. Nếu mà dùng dao động của lưu lượng đỉnh thì phải dựa trên kết quả của 2 tuần, tốt nhất là lưu lượng đỉnh kế điện tử. PFR dao động hơn 12% thì được xem là test dương tính. Nhưng mà dù dưới 12% thì cũng không loại trừ hen. Thì nãy giờ các bạn cũng thấy là lúc nào cũng đi hai cái. Và có nên dùng test dị ứng hay không? Thì hội đồng phản đối việc sử dụng test lấy da với các dị nguyên trong không khí để chẩn đoán hen. Phản đối luôn việc dùng IgE toàn phần hay đặc hiệu để chẩn đoán hen. Và có nên dùng test thử thách phế quản trực tiếp với methacholine hoặc histamine để chẩn đoán hen hay không? Thì hội đồng khuyến cáo việc dùng test thử thách phế quản trực tiếp với methacholine cho trẻ 5 tới 16 tuổi đang xem xét chẩn đoán hen khi mà chẩn đoán hen không được xác định với các test khách quan hàng đầu khác, tức là phải các test kia trước, không được thì mới dùng tới methacholine. Và lưu ý là nồng độ methacholine làm giảm FEV1 hơn 20%, nhỏ hay bằng 8 mg trên 1 ml, được xem là test thử thách phế quản dương tính. Và hội đồng không có chứng cứ để ủng hộ việc dùng test thử thách phế quản bằng histamine. Và có nên dùng test thử thách phế quản gián tiếp như test vận động và mannitol để chẩn đoán hen hay không? Thì khuyến cáo việc dùng test thử thách phế quản gián tiếp dùng thảm lăn hay xe đạp ở trẻ 5 tới 16 tuổi, ở trẻ đang chẩn đoán hen để tìm triệu chứng có liên quan đến vận động, nếu không thể xác định với các test khách quan hàng đầu. Thì đây là những cái test tương đối là cao cấp và phức tạp, cho nên sau những cái test hàng đầu thì chúng ta mới viện tới các cái test này. Lưu ý là FEV1 giảm hơn 10% so với trị số cơ bản thì được xem là test dương tính. Và test thử thách với mannitol có thể xem như là một thay thế cho test vận động. Tuy nhiên test này không phổ biến và gây khó chịu cho trẻ, cho nên nên tránh làm với mannitol, không có được ưu tiên so với các cái test thử thách khác. Và đây là cái lưu đồ, thì tôi xin lỗi là nó nhỏ cho nên cũng chỉ có, nhưng mà nó cũng chỉ lặp lại những cái điều mà chúng ta đã nói thôi, tức là đầu tiên vẫn là ưu tiên là cho hô hấp ký và test giãn phế quản. Nếu mà không rõ thì lúc đó mới dùng tới FENO. Và nếu mà vẫn không rõ nữa thì lúc đó mới sử dụng các cái test. Ở đây là họ không các cái test để mà thử thách hoặc là dùng PF, dùng lưu lượng đỉnh nếu mà không có những cái test cơ bản nhất vẫn là hô hấp ký. Là sau đó có test giãn phế quản và sau đó tới FENO và mới tới các cái test ưu tiên khác. Và cuối cùng là cái hướng dẫn của Canada. Thì Canada họ cập nhật năm 2021 cho cả trẻ con trước tuổi đi học, trẻ con và người lớn. Nhưng mà thật sự ra đó thì tôi chỉ thấy có một vài điểm hay thôi. Ví dụ như ở chẩn đoán hen thì là khò khè và các dấu hiệu giãn cách được ghi nhận bởi bác sĩ, được cải thiện với Saba corticosteroid uống. Và đó là cái cách để mà chẩn đoán hen cho trẻ từ 1 tới 5 tuổi. Cách thay thế là khò khè và các dấu hiệu giãn cách luồng khí đáng tin cậy do người nhà cung cấp, được cải thiện với ICS liều trung bình và Saba khi cần, hoặc là cải thiện với Saba. Đó là cái cách để mà chẩn đoán hen. Cho tới 6 tuổi thì họ dùng FEV1, FVC nhỏ hơn LLN hoặc là 0,8 0,9, và họ bắt buộc là FEV1 phải tăng 12% hoặc là lưu lượng đỉnh tăng 20% hoặc là test kích thích dương tính hoặc là test vận động có FEV1 giảm từ 10 tới 15% hoặc là methacholine với PC nhỏ hơn 4 mg. Đối với người lớn thì họ dùng LLN hoặc là dùng 0,75 80
tăng 12% và 200 ml, có thể là lưu lượng đỉnh tăng 60 ml trong một phút hoặc là hơn 20% sau test giãn phế quản hoặc sau một lần điều trị, hoặc là thay đổi ban ngày lớn hơn 8% dựa trên cách đọc 2 lần trong một ngày, hoặc là thay đổi 20% để mà đọc suốt một tuần. Và đây là cái bảng điều trị của họ, thì tôi thấy là nó rất là mơ hồ. Và so với của Gina thì mình thấy là Gina hay hơn nhiều, rõ ràng cụ thể hơn rất là nhiều. Cho nên là mình chỉ đọc cho các bạn để biết vậy mà thôi. Tiêu chuẩn kiểm soát hen tốt thì tương đối là cụ thể. Triệu chứng ban ngày, triệu chứng ban đêm, hoạt động thể lực, đợt kịch phát, nghỉ học, nghỉ làm. Cần thuốc cắt cơn, FEV1, PEF, dao động trong ngày và eosinophil trong đạt. Thì tương đối là chi tiết. Về bậc nặng của hen thì cái này là họ nói rõ. Độ nặng thì là tùy theo mức điều trị cần thiết. Nếu mà rất nhẹ thì là kiểm soát tốt với SABA khi cần. Và nhẹ thì kiểm soát tốt khi với liều thấp ICS hoặc antileukotrien hoặc SABA khi cần, hoặc prednisone hoặc morterone khi cần. Và nếu mà trung bình thì kiểm soát tốt với ICS liều thấp, ICS liều trung bình, prednisone hoặc morterone liều thấp. Và nặng là nếu mà dùng ICS liều cao, thuốc kiểm soát thứ hai hoặc là steroid toàn thân trong 50% thời gian qua. Tức là họ nhấn mạnh lại là chúng ta dùng phân bậc nặng của hen, là chúng ta sẽ dựa lên trên cái loại thuốc mà bệnh nhân cần. Ngoài ra thì còn có một cái thông tin khác nữa là chúng ta vẫn nhắc đến cái NICE năm 2, hiện nay là mới có các bạn 2017. BTS và SAI, tức là British Thoracic Society cộng với Scottish Intercollegiate Guidance Network, thì cả ba cái nhóm này sẽ cho ra một cái hướng dẫn xử trí hen chung vào năm 2023. Chúng ta sẽ chờ cả cái sự trí đó. Như vậy, GINA 2021 vẫn là cái hướng dẫn rõ ràng nhất, dễ sử dụng nhất và phổ biến nhất thế giới. NEP cảnh báo những bệnh nhân cảm nhận quá mức hay quá kém về cái triệu chứng hen của mình sẽ không phù hợp với cách dùng thuốc hen khi cần. Điều này là chúng tôi cực kỳ đồng ý. Liều ngừa cơn ICS thấp cộng với SABA khi cần thì sẽ thích hợp hơn cho hai cái nhóm này. ERS 2021 thì cung cấp cách chẩn đoán hen cho trẻ 5 cho tới 16 tuổi là đầy đủ nhất với tất cả các biện pháp về cận lâm sàng. Canada 2021 thì có vài điểm đáng lưu ý thôi, và cái bản điều trị của họ thì rất là mơ hồ. Và NICE, BTS và SAI thì sẽ có một hướng dẫn chung vào tháng 1 năm 2023. Thì phần trình bày của chúng tôi đến đây là phần trình bày của chúng tôi về các cái cập nhật về chẩn đoán và điều trị hen năm 2021 đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe.